Xin chào mọi người đến với Isaac Monkey. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ một cái chủ đề sau đây. Đó là chủ đề thứ nhất, VinFast lên cao trong vài ngày qua. Và thứ hai tôi muốn chia sẻ đó là một cú sốc 80.000 đô la đang ảnh hưởng đến giá nhà ở Sydney. À, đại khái nó là nó đang đến Sydney ha. Và cái chủ đề nữa là tôi cũng muốn update cái mini portfolio của chúng ta. Chúng ta đã có cái portfolio đó được 1 năm rồi. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi. Ok, lần đầu tiên thì chúng ta cũng theo dõi về giá cả VinFast tuần vừa qua. Thì tuần rồi thì giá VinFast thì dao động khoảng chừng 6 đô la. Nhưng mà qua một tuần này thì ngày hôm nay là ở Úc, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, nhưng mà đối với Mỹ là đóng cửa ngày hôm qua, là ngày chốt cuối tháng 11. Và VinFast thì lên 11.77%, là 8 đồng 45. À, khá là interesting và giá khá là cao. Và vừa qua thì chúng ta cũng thấy trong tuần vừa qua thì cũng có một số YouTuber Canada review cái loại Troll the House, cái bài đó, hai anh chàng nó cũng nổi tiếng, và cũng có nhiều người nói về cái VinFast, anh chàng đánh giá VinFast, và một số bài nữa mà tôi có nghe thì nói rằng VinFast, cái hãng mà công nghệ đằng sau VinFast thì không phải là người Việt mà là công ty Tata Technologies. Mà nếu mà các bạn theo dõi thì sẽ biết rằng Tata Technology đó là công ty của Ấn Độ nhé. Cái hãng xe Tata khá khá là popular ở Ấn Độ, và họ làm cái software và cũng phần mềm, ngoài đó họ cũng provide lên những cái platform cho những cái xe. Thì khách hàng VinFast là khách hàng lớn của họ as well. Đó là một số bài, nhưng mà tôi thì chưa có thấy những bài đó rõ ràng trên trên báo chí lớn, nhưng mà cái bài đó thì nó đăng qua bên Reddit, là một cái mạng xã hội cũng khá là nổi tiếng. Và thì chúng ta sẽ thử chờ xem khi mà cái hãng Tata đó, khi mà họ muốn lên sàn thì họ cũng sẽ phải đưa ra những cái thông tin của họ, và họ đã cho biết rằng VinFast là khách hàng lớn của họ. Ok, chúng ta thử chờ xem trong những ngày sắp tới nữa ha. Thì như thế nào, sắp cũng còn một vài tuần nữa là hết năm 2023, và ta thử xem VinFast có lên hay không. Và cái giá này thì khá là tốt đó. Thêm bữa như nói là các bạn nào thích thì có thể mua khoảng chừng 5-6 đồng bữa, nhưng bây giờ nếu mà có lên vậy thì các bạn có thể chốt lời ha. Rồi tới, nhưng mà chưa biết đâu, nó còn lên nữa sao hay là nó xuống chưa biết, thì tùy. Nhưng mà theo tôi thì cái này là chúng ta theo dõi, gọi như là theo dõi, gọi là xem, chứ không phải là đầu tư. Đầu tư thì chúng ta thấy như tôi review cái giá cả mỗi tuần, thì nếu mà các bạn đầu tư thì bạn cũng có thể suy nghĩ ở đó. Còn nếu mà bạn muốn lướt sóng cổ phiếu thì mua bán liền trong ngày thì cũng có thể lợi rồi. Hạn thấy nhé, vài ngày thôi, mua từ 7 đồng mấy, bán 8 đồng mấy là bạn cũng có thể lời một ít. Ok, rồi, đó là về VinFast. Trở qua chủ đề hôm nay thì chúng ta sẽ lấy một chủ đề trong báo Daily Telegraph. Thì một cơn cú sốc 80.000 đô la đã đến Sydney, cái giá cả nhà của Sydney. Ok, chúng ta cùng đọc sơ ha. Ok, Sydney, giá nhà Sydney đã lên cái record cao sau khi mà người ta dự tính lại là giá tăng trong tháng 11 vừa qua. Bữa nay mới đầu tháng 12 rồi tính là giá tăng ha. Thì theo Property Track, cái này là công ty tracker của nhà cửa, thì giá nhà index, giá nhà tăng lên ha, là 0.32% cho cái tháng vừa rồi. Và now cái nhà trung bình của Sydney là 1 triệu 065, cao hơn cái peak từ tháng 2 năm ngoái. Thì từ tháng 2 năm ngoái là họ giảm, nhưng mà bây giờ tính là lớn, cái nhà nhà cao lên rồi. Ok, thì tháng 10, tháng tháng 2 năm ngoái là
giữa cái cơn COVID ha. Và lúc đó là cái tiền lời của ngân hàng rất là thấp. Và bây giờ thì đến tháng 2 thì mười mấy tháng rồi các bạn ha. Nếu mà tháng 2 năm ngoái thì bây giờ là 1 năm 10 tháng. Bây giờ là tiền interest nó lên biết bao nhiêu lần ha. Có nghĩa rằng tới tháng 11 này và là cái tháng 12 là 12 tháng liên tục giá nhà Sydney đã tăng lên là 8.4%. Nếu mà ai mua từ khoảng 12 tháng, có nghĩa là ai mua mà tháng 11 năm ngoái thì tới năm nay là lên được 8 8.4% rất là khá ha, khá khá tốt. Nếu mà tiền lời ngân hàng trả thì khoảng chừng 5%, 5% thì chúng ta có lợi 8.4%. Nếu mà chúng ta tính vậy đây, trả 5% cho ngân hàng 8.4% thì vẫn lời 3.4%, rất là khá. Ok. Có nghĩa là giá nhà Sydney đã tăng vào 80.000 nhiều hơn từ năm ngoái tới giờ nha. Là một cái sự thật là cái sự blow, cái là cái cú đánh vào những người mua nhà 80.000. Các bạn thấy ha, income ai mà lên 1 năm lên 80.000, bạn tự coi coi cái income mà nếu mà người ta làm business thì may ra được, chứ mà làm thường thường không ai lên vậy. Hạn gì là 80.000 là dân trung bình, còn úp là 1 năm đi thì nó tăng có 5%, có nghĩa là 8% của năm 5% của 80.000 thì chỉ có là 4.000 thôi ha, là lương mà làm 80.000 năm ngoái năm nay lên được 4.000, 84.000 thôi. Bạn thấy ha, không có dễ chút xíu nào ha. Rồi, số min năm 2012 thì nó record, người ta record là nó fail, nhưng mà bây giờ nó tăng lên ha. Thì hiện tại thì giá nhà đã tăng, coi như là lên full recovery, nghĩa là hơn cái mức cũ rồi mà nó tăng lại bình thường. Cái bà Eleanor này thì bà nói rằng có một cái số lực lượng force, những cái làm ảnh hưởng tới giá cả. Thứ nhất là xí nhà strong housing demand, nhiều người mua nhà. Lý do là nhiều người từ nước ngoài di dân qua nước Úc, cái lượng nhà mướn rất là khó, cho nên người ta cũng thắng người ta mua cho rồi ha. Và thứ hai nữa là không có nhiều người thất nghiệp, và thứ ba nữa là home equity gain, có nghĩa là nhiều người ta refinance thì người ta mua căn nhà, người ta trả tiền rồi, khi người ta có tiền trong căn nhà đó, người ta dùng cái equity là cái tiền tăng trong căn nhà đó, cái giá trị căn nhà đó tăng và ta mua căn nhà khác. Ok. Và đồng thời là xây nhà mới, cái nhà mới thì rất là chậm. Các bạn thấy nhiều công ty xây nhà thì bankrupt, và bên cạnh đó cái tiền lời cao cũng ảnh hưởng tới giá nhà, cái tiền cao cao thì giá nhà cũng lên. Nhưng mà cái main drive người ta chính thức đó là overseas migration. Cùng lúc đó thì người ta biết là dân du học sinh đến, và hiện tại thì một số dân du học sinh có thể mua nhà nhé các bạn nhé. Họ không được mượn tiền, nhưng mà ba mẹ họ có tiền, họ có thể mua nhà cho họ ở, và sau này họ có bán ra. Nếu mà mua cái nhà established, như là nhà có nhà cũ được nha, và cũng có bên cạnh đó cũng có thể mua nhà mới thì khỏi nói, mua nhà mới thì dễ rồi. Những căn các bạn thấy, những cái căn unit apartment thì mua nhà mới thì đó là rất là dễ, người ta xây thì cứ đăng ký mua. Còn những cái căn unit apartment cũ họ vẫn có thể mua nhé, thì họ chỉ chứng tỏ là họ ở đây long term và họ đã mua có đủ tài chính thì mua. Rất là dễ. Úc Úc hiện tại là đồ rất khá là dễ cho mua nhà đó nha, nếu mà các bạn biết lo có tiền. Vấn đề đó là thủ tục đầu tiên. Ok, Parramatta region ha, dùng Parramatta thì lên nhiều nhất 10.54% trong từ năm ngoái tới năm nay. Ok, sau đó là Inner West, là dùng dùng miền Tây á, dùng miền cận miền Tây, có thể chúng ta có thể nói là Bankstown hay là những chuyện đó. Và Inner South West 9.66%. Central Coast, dùng Central Coast và dùng South West, Far West, Blue Mountain thì nó chậm hơn. Central Coast thì chúng ta biết là dùng gần Newcastle ha.
Blue Mountain thì dùng nó hơi xa hơn, khu Blue Mountain của nghỉ dưỡng thì nó chậm hơn chút xíu, khu nhà nó cũng khá mắc. Ok, thì một cái việc mà xây nhà tăng á, nó cũng làm cái pressure, nó làm cho cái giá nhà tăng. Giá khi mà cái giá nhà xây dựng nhà tăng thì đương nhiên căn nhà mà các bạn xây ra sẽ giá nó tăng hơn, thì đương nhiên khi mà bán buôn sale thì mọi người sẽ giá nó tăng ha. Cái khả năng mua nhà đang coi như đang bị tổn hại nhiều. Cái tiền trả ngân hàng á thì là cao hơn, và cái tiền sự mượn của ngân hàng thì nó xuống, giảm xuống. Và bên cạnh đó, cái sự không đủ nhà cho những cái nhà mới, dân số tăng là những điều đó sẽ tiếp tục làm tăng giá, thì y chang như cái lý do hồi nãy bà nói ha. Ở cái map đây bạn thấy rằng Darwin thì giảm, Darwin giảm nha, monthly growth 0.12, giá căn nhà ở Darwin thì 486.000, khá là affordable ha. Perth 622.000, Brisbane 775.000. Ok, Brisbane thì chúng thấy khá tăng ha, tăng lên 8.85%. Perth cũng tăng kinh khủng ha, 12.76%. Adelaide tăng cũng khá, 9.74. Cái này tính Sydney tăng 8.4 hồi nãy nói ha, 1 triệu kinh khủng các bạn thấy ha. Và nếu có tiền thì bỏ ra mua những cái vùng, thấy không? Brisbane lên tốt nè, Adelaide lên cũng tốt nha các bạn ha. Perth lên dữ hơn mà xa quá. Dùng tốt nhưng mà khá khá là xa, người ta nói mỗi lần bay đi từ Sydney qua Perth tốn gần 5 tiếng đồng hồ. Tức là Canberra lại không không tăng nhiều ha, thủ đô thủ phủ của Úc, thủ đô của nước Úc, nhưng mà giá nhà ngất ngưỡng 846.000 cho căn nhà bình dân. Melbourne 807.000, khá cao. Hobart là giảm, ok, so tháng thì trong tháng thì lên nhưng mà sau năm thì giảm 656.000. Những cái vùng mà chúng ta thấy thấy mua được ha, thấy Brisbane, Hobart, Perth, nó cũng hơi xa. Darwin, tôi sống ở New South Wales, tôi nghĩ là Brisbane is a good, tại vì mình nói chung cũng là distant travel. Sydney thì quá cao, giá quá cao. Đấy, nhưng thử xem, interesting, interesting. Ok, như cái bà này là bà nói, bà hồi nãy bà nói chúng ta có strong housing demand, có nhiều nhiều người vẫn đòi hỏi mua nhà. Ok, tuy nhiên rồi ai cũng cần cái căn nhà để ở ha, trước khi khi bạn mướn khó quá thì bạn cũng phải nghĩ đến một việc mua nhà, cái đó là một chuyện đương nhiên. Nên như vậy các bạn sẽ thấy giá nhà tăng, đương nhiên khi mà nhiều người mua thì giá nhà sẽ tăng. Và cái điều mà driving những người ta mua nhà thì cũng có thể là một phần là tại do mướn ít. Thứ hai, những cái điều kiện mướn nhà cũng rất là khó khăn. Tôi nhớ rằng khi tôi ở cái vùng của tôi thì tôi muốn mướn những căn nhà đẹp thì họ không cho tôi mướn, và nó làm cho mình khá là bực bội, cho nên mình đã thôi ráng để dành tiền để mua căn nhà. Nó là vậy, nhưng mà cũng mua nhà thì mình tự do hơn. Khi mà ở nhà mướn thì bạn phải xin chủ nó cái đinh cái ốc, thì đó là ngày xưa, nhưng mà nghe nói bây giờ thì những cái luật rõ ràng hơn, nó clear hơn chút xíu, thì người landlord lại không có đủ power nữa, bây giờ những người tenant lại là ngon, nhưng mà chưa ở nhà ta mà khi người ta yêu cầu mình dọn đi thì mình phải dọn đi, cho nên nói chung thì ở nhà mướn thì không ai thích. Nhưng mà họa hàng đó là một điều, nếu mà tình hình kinh tế không có khả quan thì vẫn phải đi làm, thì vẫn phải share nhà hay là mướn phòng, mướn nhà để mà share ra, thì cái đó là người Việt Nam mình thì tôi thiệt là họ có nhiều couple ha, mướn căn nhà share ra cho nhiều người bạn ở chung thì nói chung nó rẻ, share thì khi mà có tiền rồi thì họ mua mua nhà, cái đó điều kiện đó được, đương nhiên tùy vào hoàn cảnh của mỗi người và không ai giống ai cả. Cái đó ha. Ok, right. Bà này cũng chú ý rằng cái Sydney cái giá nhà là chậm hơn trong mùa xuân mùa cái mùa 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 xuân mùa xuân này vừa rồi, tại vì giá nhà nhiều người lại tăng, nhiều người bỏ nhà lên cho listing,
làm cho những người buyer có better selection property. Thì nhiều người bán thì có nhiều người sự lựa chọn. Nói chung là lý do của một phần thì người ta một số người rời bỏ market thì họ cái tiền họ phải gồng cái tiền thứ nhất cái tiền trả ngân hàng cao, và đồng thời bên cạnh đó thì cuộc sống cũng hơi khó khăn, giá cả được tăng nhanh và nhiều một số cái quyền lợi của người landlord không còn bảo đảm như trước nữa ha. Tenant bây giờ lại có đòi hỏi đủ thứ và đuổi tenant ra nhiều khi sometime cũng là một cái vấn đề nhé, không phải nó muốn đuổi là đuổi liền liền nha các bạn nhé. Ok, Regional New South Wales giá tăng lên 1.56% year on year, nhưng mà vẫn thấp hơn là cái depict tháng 4 năm 2020 ha, những vùng xa của New South Wales ha. Thì Sydney home price là 32% cao hơn giá mà start từ năm 1000 tháng 3 năm 2020, khi mà tháng 3 năm 2020 thì cái giá nó chẳng như 1 triệu thì bây giờ tăng 32%. Thì bạn thấy có thể lúc lúc bắt đầu của 2020 thì nó khác nhưng mà bây giờ nó cao. Đó, thử coi coi. Coi cái drop track nha. Drop track. Drop track drop track thử coi tôi coi sơ cái giá của Sydney drop track tôi đang coi sơ no we don't have that one ok sorry các bạn đang lý mình phải organize cái này mà không sao thôi thì chúng ta thấy sơ sơ là vậy ha. Sydney tăng cái đây là cái map của Sydney và chúng ta thấy những vùng tăng giá ha, những vùng màu đỏ này là tăng này khá tăng này, khu này tăng. Alright, đó là về tin tức cho property. Ok, thì update cái portfolio chúng ta thì hôm nay thì là gần như là 1 năm, cái 1 năm của ngày chúng ta bỏ cái tiền vào cái mini portfolio và tự bỏ vào giờ cái mặt hàng 5.600 ha. Thì so sánh thì 1 năm vừa qua thì chúng ta bỏ từ từ và chúng ta mua từ từ. Thì hiện tại thì cái mini portfolio chúng ta vẫn đứng ở mức 5.600. Lời được nếu mà tính ra hết đó, thì lời được chỉ có 9 đồng thôi, tiền vốn lời. Cái total return này 381% đồng này thì đúng ra là những cái cổ phần lên. Nhưng mà có một cái cổ phần xuống đó là VHM và tôi đã bán nó rồi, chúng ta đã bán nó và giải ngân nó để đắp qua một số như là cái băng ha và một số AI. Thì tôi cũng được tôi tin rằng AI sẽ có tương lai và nói chung thì mấy cái này thì đều bring cái benefit và cái VHM là cái IPO ta mua và mình giữ gần 1 năm nhưng mà thực sự giá nó không tốt các bạn ha, thì nó đã xuống nhiều, chúng ta buy nhiều cuối cùng chúng ta bán cái lúc này ha, thấy cũng lỗ đấy. Thì đại khái là các bạn sẽ thấy đó là chúng ta đã lỗ khoảng chừng 300 mấy chục đồng cho cái đó, nhưng mà những cái này gỡ lại đó là hiện tại chúng ta bị về vốn ha, về vốn 1 năm trading cũng đầy căng thẳng, cũng theo dõi đầy đủ, cuối cùng cũng về vốn. Mà so sánh với lại 1 năm qua, so sánh với thị trường Úc ha, ASX 200, thì 1 năm qua chúng ta sẽ thấy rằng, ok, 1 năm thì thị trường Úc giảm ha 3.47%, mà chúng ta lucky thì chúng ta break even. Đó là 1 năm ha. Ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi, thì mỗi một vài tuần tôi sẽ update các bạn cho các bạn cùng theo dõi. Ok rồi, xin cảm ơn mọi người ha, chúc một người có một đêm an lành, sẽ hẹn gặp lại mọi người trong một video sau. Xin cảm ơn.